Hello em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Mình mới học được cái bài cái gì nhỉ? Thiên cung flex cao cường em ơi. Mới xem giải Apex về. Nên là mình sẽ test thử luôn nhé. Test thử xem nó khỏe khoắn gì không này. Backside. Ok. Cung này. Thiên cung phải flex sang cao cường nhé. Suka. Đây. Đấu sĩ à? Ê, bà này khó flex quá anh em ơi. Và nếu mà như thế này thì lại không flex sang cao cường rồi anh em. Như này thì lại phải là phải đánh một cái gì khác rồi anh em ơi. Định test thử luôn nhưng mà cao cường này yếu quá. Mana Tristana. Vậy sai mình không hay đánh lắm khi bỏ luôn không ta? Thế bắt này về. Dễ phải đánh thiên cung anh em ơi, nhưng mà cái này đi, trông cái này có vẻ toàn diện hơn anh em ơi. Cái Sylvia này Revenge 2, Sylvia 2. Vì cứ Morello này thì mình đánh cho con Morgana cũng được.
Cái bảo hắn sử gia đi đánh phần gia na 2 kẹp với thuật sĩ mà. Phần rừng này mầm ok. Ơi sen, sen nó là cao cường anh em ơi. Cái này cũng hay ta. Nên mình cần một tí hút máu nữa. Sợ mình lắp cái đấy. Lắp đấy xong rồi thêm một cái giáp khổng lồ nữa thì không có tí hút máu nào em ơi. Trừ khi mình ra một cái gì đó hút máu. Hoặc sao đấy. Này khi để ở trong thì còn được tích cái quyền năng này lâu á.
Trâu quá vậy, trâu quá vậy. Ừ, nó xem để là con này. Máu phụ trội này em ơi. Em mình bỏ xin via đi không nhỉ? Đấy, vậy. Xin via cái tầm cái quỷ thư cũng không ok lắm. Chắc hơi yếu nha. Yếu đã mà. Sao đẹp khỏe hơn ta? Vứt luôn anh em ơi, vứt hết luôn. Nhanh bộ. Hết rồi. Chết rồi hả? Này lên mình nhỉ. Nhầm mấy anh em ấy, phải nhầm tướng. Wow.
kỳ liễu được. Con này nó kỳ liễu rồi. Hãy bỏ cao cường ra anh em, cao cường yếu yếu nhất. Không có đủ tanh, chơi lấy tanh quá. Bỏ cao cường ra anh em. Mệt lắm. Neko, cho Neko và thay đồ sĩ nhỉ, con này trả lời cũng không dụng gì. Con Mana nhận ra. Đi đi út cảnh vẽ thì út nữa. Đi đi sĩ. Đi út tên. Xì lát rồi cây hoa. Neko 2, om 2 con. Morello yung này. Azi và Om à? Cho Azi và Om được đấy. Thuật sĩ. Mình không có gì thuật sĩ nhỉ? Annie à? Máu toàn phần nữa à? Hơi nhiều hút máu thôi. Hai thuật sĩ này. Mình dừng mà. Anh o mà nói. Nói chung là Lilia thuật sĩ này bỏ được dùng rồi. K, Om, Ken, Neko, Valion. Tên 2 anh em ơi. Cho mình yên tâm hơn một tí này. Cho mình yên tâm hơn một tí anh em ơi. Hai cái em mày sao chép tướng cỡ nhỏ chắc cho Soraka mình nhỉ. Cho con gì khác. Morgana, Azi, Morgana cũng nhiều đam lắm. Cho Azi nhỉ, không thực ra có Morgana cầm với tùy thư ok hơn. Đã phép cần thêm đối thủ anh em ơi. Thêm một vài cái giáp nữa. Chắc tướng cỡ nhỏ mình mới dùng làm gì không nhỉ? Khách tiền đi. Tác dụng này. Châm. Sĩ. Mình có con man file khổng lồ cũng được em ơi. Con man file khổng lồ cũng được. Đến 9 nhá. Đến 9 thôi. Gen 2. Gen 2 là đẹp cũng uy tín rồi. Oh. Đồ ok rồi. Quên mất 3 vòng rồi anh em. Đồ đã lặp lại.
Lấy thêm một vài đồ thủ nữa, có thể lấy thêm huyết kiếm được. Nhưng mà thứ hai nhiều hút máu này cũng chẳng cần huyết kiếm nhỉ. Lấy thêm một cái đấy. Giáp tay người thần cũng được. Cái giáp này chăng. Cũng được ta. Đi mà nhiều. Thôi cứ kỹ. Chút phát. Vật lý này, phép này. Vật lý này. Phép là vật lý này. Ê, đó, lobby nhiều đam vật lý hơn em ơi. Không sao, lấy con Azi cũng được. Mà cái đồ đấy cũng ngon rồi. Hai Azi này. Thì tại nó không đụng bài nữa. Xin lát, Queen Grand. Không đụng bài. Chiều chiều lên 9 đã. Ok, mình khi để ra góc cho nó đi bộ xuống nhỉ. Azi với Om rồi. Mình sẽ có gì nhỉ? Vana hiện giờ Azi Om cần Manfi, cần Neko. Neko không cần lắm. Can. Ok phết nhỉ. Bạn đánh thần rừng chắc cay mình lắm đấy. Manfi Om Azi. Vật sĩ à. Này chuẩn rồi. Không cần Suraka nữa nhỉ. Nhưng mà có thì thêm vào cũng được. Lấy trên tiền không? Tích tiền. Không cần Suraka, trận này không đánh Lee Sin. Thêm tiền, thêm đồ. Còn 500 tháo lắp đồ nữa. Cái giáp vai đúng không? Giáp vai người thần, giáp gì đó. Loret cao cường, phải một vậy. Loret tặng này khổng lồ cũng được em. Cao cường thì không... Loret cao cường không ngồi ghép với con gì nữa, Zana à? Zana. Zana. Thuật sĩ. Hay là vậy nhỉ? Là rất thêm cao cường nhỉ? Đây này. Sẽ là bỏ con Annie thuật sĩ này đi này. Thêm con Zana thuật sĩ này. Là hai cao cường rồi, xong rồi thêm con này là ba cao cường. Hai ông ta, có hai ông ta được người ta móng vuốt strict à. Thêm cái sojin không, sojin cho con này luôn đi. Máu này ném tạm cho con to. Annie thần tà thịt sĩ à. Thế mình vẫn đánh flex thiên cung được nhở? Cái này vẫn là flex thiên cung, hơi kỳ tí thôi, trông hơi kỳ lạ tí thôi nhưng mà. Trông hơi kỳ lạ thôi nhưng chứ không sao. Morgana cũng nhiều đam, hay cho đam cho Azi nhỉ? Azi. Azi 2 3 đồ kia. Không có để cho kia cũng. Sống vội. Sống vội em ơi, sống vội. Này. Không có hiền giả nhỉ? Thêm con khỉ hiền giả nữa.
Để bỏ quỷ nhân. Bắn sai ở đây. Cao cường. Kỳ quá ta. Được kỳ quá ta. Bên kia không có tanh cho con kênh. Con kênh cần tí tanh ở bên trái. Mình cho con kênh đi bộ lên đi anh em. Con kênh nó đi lên trên trông nó nguy hiểm quá à. Kênh thì nó đi bộ sẽ yên tâm hơn. Kênh 3 không? Đấy, đi lên kênh 3 được đấy. Đấy, phong kiếm. Kỳ này. Classic không cần nữa. Là Z2. Cái biển giả đi anh em ơi. Soraka trận này cũng được nhưng mà địa cũng không quá cần thiết. Các bạn mỗi các bạn một góc đi. Thì kênh đi bộ nhé. Kênh đi bộ. Trận này không chơi Suoka được rồi anh em. Azi 2, Om 2. Suoka bỏ đi. Thêm một tướng nữa thì mình thêm con gì nhỉ? Long Vương. Chắc thêm, nhưng mà xem Long Vương không thêm quý nhân cũng tiếc nhỉ. Bỏ con gì đi không? Đấy thêm con Lissandra không nhỉ? Lấy bằng mắt. Những gì ta? Giáp lửa không? Giáp lửa đi. Thêm một con nữa chắc mình thêm con, một là con Soroka. Hoặc hai là mình thêm một cái Long Vương mà Lissin Rakan gì đấy. Nếu mà không có Rakan 2 thì có khi mình vẫn đánh như thế này thôi. Thì Morgana 2 phát nhé. Morgana 2 thì 2 thì hơi khó. Tìm luôn ông Tanh. Cần tìm luôn ông. Kha'Zix thì đi này. Om, Azir xong rồi này. Soraka cũng xong xong rồi. Thì Morgana ok. Từ từ lên đi. Từ 10 luôn đi. Cái này đép là cũng ổn. Rồi xong. Cái đép không ổn thì mình lên một con Morgana 2 để cho yên tâm. Rồi mình đi tìm con kênh 3 luôn. Hay thôi không tên tướng nữa nhỉ. Thêm con tướng nữa cũng chẳng kích được gì. Kích được Long Vương hoặc là nhân thì cũng. Quên cái ác quỷ quá. Quên cái giáp người ác quỷ quá. Thằng 9 rồi. Gì nhỉ. Chỉ xuyên phá. Về phép nhỉ. Lissandra đâu? Chưa có Lissandra.
Kênh 2 này uy tín quá em ơi. Lên con kênh 3 nữa tốt nữa. Raka ngon hơn. Raka nó kích được phép mà. Ở đâu nữa tăng lên sát thương phép cho anh em. 10% sát thương phép. Tăng thêm thương phép cho 2 lần này. Azi. Ê, khi bây giờ Azi 2 rồi lắp đồ cho Azi không ta? Quên mất đấy. Morgana 1 cứ cầm đồ nãy giờ. Quên chút. Xuống hết tách này cũng ngon. Đồ cho khỉ à? Khỉ không có đồ cho khỉ lắm. Dòng hết tách số gì nha con gì nhá. Gì tách cho mình đi tìm con Morgana 2 em. Pháp sư Nico á. Sao mình vẫn cầm một Neko ở đây nhở? Neko này có tác dụng gì đâu? Mình phải bỏ con Neko đi lấy một con song đấu mà. Hoặc là một con Manfi mà. Ờ, sao mình cũng chưa tìm được Manfi nhở? Từ đầu đến giờ mình cứ tưởng con đấy là con Manfi đấy. Đấy là con Neko ạ. Con pháp sư làm gì ta? Làm gì đâu ta? Ui, con Asi bắn điên thế. Gì điên thế bạn? Bây giờ không có con này không có gì tanh hay lấy thêm con Udi tanh nhỉ? Neko Manfi này, ê Manfi được này. Neko nhót. Thêm còn một con A2 nữa anh em ơi. Thêm một con A2 đi. Tìm luôn nhé. Đây. Sandra Soraka có cần thêm Soraka không ta? Thêm một con Lissan chơi Udi. Udi thì tùy nhá, nếu mà lên là Udi 2 thì mình cũng chơi Udi 2. Mình sợ một vấn đề nữa là hơi tanh là con kênh của mình nó không, nó lên số bị chậm nha. Rồi nó biến hình nữa. Mất thời gian quá. Thời gian biến hình nữa. Đăng lên Udi đi. Udi 2 thì ưu tín hơn. Morgana, ê nhiều Morgana thế. Rakan. Không cần. Cần nữa mà cứ ra anh em ơi. Cái này là Udi 2 à? Mình kịp cho này sang bên này. Kìa ngán thật sự. Cần 50 cái dịch khổng lồ nữa anh em ơi. Không, kênh 2 này điên lắm. Kênh 2 cũng điên lắm. Mình còn Udi. Xét à, Lissandra. Xẻng không? Ấn thiên cung. Nào xét không? Mình lấy đọc xét đi. Lấy thêm cái khí tượng thủy văn nữa nhưng mà... Ờ ha, định... Không tiền bà thế nhở? Mấy cái trường hợp nào khả dĩ hơn thôi anh em ơi. Mấy trường hợp nào khả dĩ hơn.
Lên số lên, lên số lên, lên số lên. Ui, sao nó đánh đạp gớm quá vậy? Nó ít tanh bên trên nhỉ, con kia mình bị mỏng ghê. Ice. Một cao cường không? 1, 2, 3. Lên tiền bằng mắt. Lên tiền bằng mắt anh em ơi. Giết con này con kia đi xuống. Nhiều khổng lồ quá này. Ê, mình bị ba khổng lồ này. Bảo sao mình không cần con man sai ạ. Mình bị nhiều khổng lồ quá. Phải che góc kia rồi. Chứ chắc điều xuống con chỗ Aphelios 3. Điều không? 20, 20, 20, 25, 30. 30, 36, 30, 40 rồi này, ok rồi. Ok anh em ơi. Mình bị 4 khổng lồ. Mình bị 4 khổng lồ anh em ơi. Lỗi. Nhầm nhầm tí. Bỏ sứ con thuật sư này không? Bỏ con gì bây giờ? Con gì cũng tiếc ạ. Bỏ sứ này lấy thiên cung cần quá hay cao cường nhỉ anh em nhỉ? Cần quá cao cường nhỉ? 4 khổng lồ hơn. 4 khổng lồ với thiên cung. Không có thuật sĩ nhưng mà không sao cả. Thì khi bây giờ mình điên rồ phát mình lên luôn 52, sợ lên bằng mắt. Cần một con đồ gì, con OD. Tắt cái xong này. Quỷ thư. Đấy. Hai đồ tanh này cho con UD uy tín hơn em ơi. Sao đi góc này bây giờ? Tìm đường đi anh em. Tìm đường đi xuống đi. Vượt qua Thread 3 này là xong này. Ui dồi, Aphelios 3. Vượt lên tìm đường đi kênh. Tất cả trông 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 chờ vào em cả đấy. Ui sợ để nó sấy kia. Ui trông chờ cả em cả mà em làm thế thì chết anh rồi. À phải ba khỏe quá anh em ơi. Không đỡ được. Mày da quá phải ba này à. Thôi thì mình đến đây là kết thúc rồi nhé Hơi lỗi tí. Lần đầu này cũng thiên cung cao cường. Cũng có bị loạn nó không. Mình không nhớ được là bao nhiêu khổng lồ bao nhiêu ấy. Mà vậy thôi, biết mình đến đây kết thúc rồi. Thì kiếp trên hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye bye.